trọng nam khinh nữ. Mình à, chỉ còn vài tháng nữa là sinh rồi. Lần này chẳng biết là con trai hay là con gái nữa đây. Con trai thì sao, còn con gái thì sao? Mình là dân thường thì không sao. Đường đường là trưởng làng, nhất định phải có con trai kế nghiệp. Con gì cũng là do tôi đứt ruột sinh ra, là máu mủ của chúng ta. Tại sao cứ phải vì cái tục lệ lạc hậu đó mà... Thôi đi, tôi đã cấm mình không được phép bàn đến truyền thống của làng rồi mà. Nhất định phải sinh được con trai. Lucas đâu nhỉ? Sao hôm nay ông ấy không đến? Con bé Út là Lucas bệnh nặng nên cậu ấy xin cáo một bữa. Đừng nói với ai nha, kéo lại... Lucas! Lucas! Hai người đến đây làm gì? Nghe nói con bé Mary bị ốm nặng. Sao rồi? Con bé đã bỏ tôi đi rồi. Từ lúc nào? Sao anh không nói gì với mọi người? Thế giờ sao vẫn im lặng thế này? Không lo hậu sự đi. Shh, cẩn thận, đừng lớn tiếng. Nếu trưởng làng biết, tôi sẽ phải chôn cất con bé tận cánh đồng hoang cô đơn lạnh lẽo đó. Tôi không thể làm như thế được. Nhưng anh giấu mãi được không? Mà không đưa con bé đến đó, thì anh định chôn cất con bé chỗ nào? Đây, chính chỗ này, Mary bé bỏng đang say ngủ. Nếu còn sống, hẳn con bé sẽ trở thành một cô gái rất xinh đẹp và nhân hậu. Nên tôi đã trồng một bông hoa giai nhân ở đây, tượng trưng cho Mary. Và nó, tôi lại chẳng thể làm gì để cứu nó cả. Ngay cả đặt một chiếc biển tên lên mộ nó cũng không. Tôi thật vô dụng mà. Không, anh đã làm rất tốt Lucas. Chúng ta không thể phá luật của làng, càng không thể để Mary rời xa được. Con gái chúng ta có lỗi gì đâu mà không được đến trường, không được đi làm, và đến chết vẫn bị xa lánh ở cánh đồng hoang chứ. Xưa nay vẫn vậy mà, chúng ta chỉ có thể chấp nhận mà thôi. Không được, nếu ai cũng cam chịu thì vợ chúng ta, con gái, cháu gái chúng ta sau này sẽ bị ghẻ lạnh đến chết mất. Lucas nói cũng có lý, nhưng một mình chúng ta thì... Phải rồi, chúng ta sẽ trồng hoa để chào mừng các bé gái chào đời. Ta trồng hoa để phản đối giới tính ở làng này. Lúc đó chỗ nào cũng có hoa giai nhân, trưởng làng thì sẽ không thể biết được khóm hoa này tượng trưng cho Mary, và sẽ không ai có thể chia cắt cha con ta. Mỗi bông hoa là một hy vọng xóa đi hủ tục trọng nam khinh nữ lâu đời trong làng. Đây Lucas, dạo này đâu đâu cũng thấy loại hoa này. Tôi thấy loại hoa này ngoài cánh đồng hoang nhiều lắm, lại rất đẹp nên mang về làng trồng. Lũ trẻ sẽ rất thích thú, đặc biệt mấy đứa con gái. Còn quan tâm đến mấy đứa con gái nữa cơ à? Cẩn thận đó, đừng làm gì vượt mặt tôi. Thưa trưởng làng, bà nhà sinh rồi ạ. Sinh rồi ư? Mình về rồi à? Xem con này, đáng yêu lắm. Là con gái ư? Mang nó đi ngay khi tin tức còn chưa đồn ra ngoài. Bà đứa là quá đủ rồi. Mình mà mang con bé đi, tôi chết cho mình xem. Đằng nào thì cái làng này cũng có coi phụ nữ ra gì đâu. Trưởng làng, chúc mừng trưởng làng và phu nhân đã hạ sinh thêm một cô công chúa. Ai nói vợ tôi sinh con gái hả? Về đi, tất cả về ngay. Đừng tung tin bậy bạ. Cảm ơn mọi người đã đến chúc mừng. Là một công chúa rất xinh xắn. Bà là trưởng làng truyền đời. Tôi nhất định sẽ sinh được cậu con trai nói dối. Bà ấy là người mang nặng đẻ đau suốt 9 tháng 10 ngày, phải sinh ra những thiên thần nhỏ. Nhìn cô bé xem, đáng yêu như một thiên thần vậy. Ngài không thấy vậy sao? Sao ngài có thể làm ngơ và nói những lời lạnh lùng đến vậy? Ngài là người hiểu biết, ngài cũng thấy mà, phải không? Chúng cũng là con cái chúng ta, đều cần được nâng niu chăm sóc, quan tâm. Nhân đây, tôi cũng xin thú thực, Mary bé bỏng nó qua đời rồi. Cậu nói sao? Sao không ai nói với tôi? Từ bao giờ? Bị làm sao mà lại... Một cơn bạo bệnh ập đến, và tôi chẳng thể làm gì để cứu sống được con bé. Tôi đã phá lệ làng, chôn cất cô con gái xấu số Mary của mình trong vườn nhà cùng khóm hoa giai nhân mà nó vẫn luôn yêu thích. Tôi xin chịu tội, chỉ xin ngài đừng mang nó đến cánh đồng hoang. Tôi phản đối phân biệt giới tính. Đúng, phản đối. Phản đối. Xin lỗi mọi người,
là trưởng làng và tôi thật vô dụng, khiến mọi người ấm ức và thiệt thôi. Bé con, chào cha đi con. Con gái của ta, cha sai rồi, xin lỗi con. Con sẽ không đi đâu hết, vì con là con chúng ta. Và từ đó, tục lệ cũ đã được xóa bỏ, ngôi làng nhỏ bắt đầu khởi sắc và những người phụ nữ được sống là chính mình, được trân trọng và nâng niu như những đóa gia nhân. Người con của đảo. Ông ơi, ông mang đi cho nóng ông này. Quái, thằng Hùng đi đâu rồi ông nhỉ? Chắc con lại ra ngoài kia xem bà con kéo lưới rồi bà. Cái thằng đó là chân tay chẳng bao giờ ngồi yên cả. Còn ông nó ham tìm hiểu thế còn gì. Chẳng thế mà thành tích học tập lúc nào cũng đứng đầu lớp, lại còn được trường đại học cử đi tu nghiệp ở nước ngoài nữa. Ừ, chứ còn sao nữa. Mỗi khi đi họp hành gì á là tôi cũng thấy mát mày mát mặt với anh em họ hàng. Thôi ông ăn đi nhé. Lát con nó về, ông giục nó ăn sáng đi. Nguội hết cả rồi. Thôi, tôi phải đi ra ngoài làng có chút việc đây. Không khí đảo quê mình thật trong lành làm sao. Thiên nhiên thì hùng vĩ nên thơ. Sắp đi xa, chắc chắn mình sẽ nhớ vùng đất này lắm đấy. Là cậu Hùng nhà ông Toản, chàng trai học giỏi nhất làng kia. Nghe đâu sắp được ra nước ngoài tu nghiệp đấy. Chào các cô, các bác ạ. Hôm nay bội thu quá các bác nhỉ. Cũng may là mùa này biển ít động, nên cũng có thể chạy lưới thêm một thời gian nữa cháu ạ. Nhưng có mà bội thu thì cũng chẳng ăn thua gì cậu ạ. Được một vài mẻ thì so với chi phí cũng không thấm vào đâu. Có khi chưa khô mồ hôi mà đã tiêu hết tiền rồi ấy chứ. Chưa kể ngày nắng mưa bão bùng. Đúng đó cậu ơi, vất vả lắm. Cậu cố gắng học hành, sau này đỡ khổ. Thôi chúng ta về thôi, kẻo lại muộn chợ bây giờ. Đến bao giờ thì những người dân quê mình mới hết khổ, hết nghèo đây? Bao giờ những tấm lưng lao động kia mới đỡ nhễ nhại mồ hôi? Khung cảnh ở đây đẹp quá ha anh. Đúng rồi em. Anh là dân ở đây phải không ạ? Vâng, quê anh đẹp quá. Bãi biển rất sạch, nước trong cát vàng, lại có những đảo nổi nữa chứ. Vâng, trên đảo còn có cả khỉ và nhiều loài động vật rất phong phú nữa đấy. Ồ, vậy á, thế thì tuyệt quá. Anh ơi, cho hỏi ở quanh đây có ai cho thuê thuyền không hả anh? Chúng tôi muốn thuê để tự chèo thuyền đi khám phá xung quanh đây. Anh chị muốn thuê thuyền ư? Nhưng mà ở đây xưa nay chưa thấy ai mở dịch vụ cho thuê cả anh chị à. Tiếc quá nhỉ. Phải rồi, tại sao mình lại không nghĩ ra nhỉ? Phong cảnh đẹp như thế này, tiềm năng còn đầy như thế này, thì tại sao mình lại không thể đề xuất một hướng đi mới về du lịch cho quê hương? Con nói sao? Con sẽ không đi tu nghiệp nước ngoài ư? Con đã quyết tâm rồi ba mẹ ạ. Con sẽ ở nhà làm du lịch xanh ngay tại quê ta ba mẹ ạ. Trời ơi, con đã suy nghĩ kỹ chưa hả Hùng? Con đang có một cơ hội rất tốt để phát triển sự nghiệp đấy. Nghe ba, cứ đi tu nghiệp đi. Thế nào con chẳng xin được một công việc ổn định, có thu nhập cao mà lại nhàn thân hả con? Ba nói không sai đâu ạ. Nhưng mà ba, con thấy tiềm năng du lịch biển của chúng ta lãng phí bao lâu nay. Người dân thì vẫn khổ, vẫn nghèo. Với con, thành công nhất là làm cho quê hương được giàu đẹp hơn, để bà con đỡ khổ hơn. Một thời gian sau. Thế nào ạ? Các vị thấy sao về chuyến khảo sát du lịch sinh thái này ạ? Rất tốt anh bạn trẻ. Chúng tôi rất tin vào hình thức du lịch mới mẻ này. Kết hợp du lịch sinh thái với lịch sử, văn hóa, lại rất thân thiện trong lành với môi trường. Chắc chắn chúng tôi sẽ trở lại xin giấy phép đầu tư vào khu này. Cảm ơn các anh. Và chúng tôi cũng thật sự khâm phục những người trẻ tuổi như anh Hùng đây, dám đứng lên tự mở ra hướng đi mới cho quê hương của mình. Anh chắc chắn
sẽ là đối tác chúng tôi ưu tiên hàng đầu để hợp tác khi quay trở lại. Chỉ có anh Hùng là vất vả nhất thôi, hy sinh cả bản thân lăn lộn với quê hương làng xóm. Có gì đâu cơ chứ, làm được việc gì đó để trả chữ hiếu cho ba mẹ đã nuôi tôi khôn lớn, cho quê hương đã giúp chúng tôi trưởng thành, thì dù có vất vả mấy, chúng tôi cũng vui lòng. Món quà cưới đặc biệt. Em về rồi đấy à? Sao em bảo với anh là hôm nay đi ăn với bạn cơ mà? Hôm nay anh về sớm nhỉ? Em tưởng anh còn bận làm việc với ai đó chứ. Em nói thế là có ý gì? Có chuyện gì em cứ nói thẳng ra đi. Nói thẳng ra ư? Có ý nghĩa gì ư? Là bồ bịch, là lăng nhăng chứ còn gì nữa. Em nói vớ vẩn gì thế? Căn cứ vào đâu mà em nói như vậy? Bằng chứng à? Bằng chứng đầy ra là khác. Hôm qua anh nói dối tôi đi gặp gỡ đối tác. Đối tác gì mà trẻ thế? Có mà thư ký trẻ thì có. Hôm qua may mà có bạn tôi nhìn thấy, nếu không anh còn dối tôi đến bao giờ nữa. Anh không làm chuyện gì có lỗi với em cả. Để khi nào em bình tĩnh lại chúng ta sẽ nói chuyện sau. Anh, em đã làm gì mà anh đối xử với em như thế? Có thư ký rồi, còn tuyển thư ký trẻ làm gì nữa? Rõ là mệt quá đi mất. Phải rồi, hộp quà. Đừng mở hộp quà cho đến khi hai cháu cãi nhau lần đầu tiên. Đây là món quà cưới mà cô tặng cho hai con. Chúc hai con hạnh phúc. Con cảm ơn dì Út. Nhưng dì có một yêu cầu đặc biệt thế này. Đừng mở hộp quà cho đến khi hai cháu cãi nhau lần đầu tiên nhé. Thế này chúng con sẽ cố gắng chẳng bao giờ mở hộp quà của dì mất thôi. Thế thì đây sẽ là một món quà bí ẩn gì ạ? Phải rồi, các con phải vượt qua rất nhiều thử thách mới đến được với nhau. Hãy biết trân trọng tình yêu của mình. Và dì cũng hy vọng các con sẽ chẳng bao giờ biết được dì để món quà gì ở trong chiếc hộp thắt nơ này. Suốt 5 năm nay, dù cãi nhau không ít lần, nhưng mà tôi vẫn cố gắng giữ được bí mật trong chiếc hộp cũng như giữ gìn hạnh phúc của hai đứa. Nhưng thì anh cũng rất nỗ lực giữ gìn. Rất nỗ lực mà lừa dối tôi vậy sao? Em đừng vội như thế, hãy nghe anh nói đã. Cô ấy là Dương, em còn nhớ cô bé hàng xóm ở bên cạnh nhà anh không? Đó là con của chú Năm, chú họ của anh. Con bé chân ướt chân ráo ở quê lên còn chưa biết gì, nên anh cho nó vào làm thư ký, tiện thể hướng dẫn cho nó luôn. Sau này sẽ sắp xếp công việc khác. Anh định tuần sau đưa con bé về nhà mình chơi. Thế sao anh không nói với em? Thì em có để anh nói đâu. Đúng là em ghen quá, mất khôn. Cũng vì em yêu anh. Lần sau có gì thì hỏi anh đã nhé. Phải biết tin nhau chứ. Chúc mừng lễ kỷ niệm 10 năm ngày cưới của ba mẹ. Ba cảm ơn hai con gái nha. Ba ơi, con thấy trong phòng ba mẹ có một hộp quà màu hồng. Có phải quà ba mua tặng mẹ không ạ? À, đó là quà của bà trẻ các con tặng cho ba mẹ hồi mới cưới. Chắc bà muốn nhắc nhở ba mẹ phải biết yêu thương nhau, vượt lên trong cuộc sống. Và suốt 10 năm qua, ba mẹ đã làm như vậy. Đúng vậy con gái à, món quà tiếp sức cho ba mẹ nhiều lắm. Hay quá, món quà của bà thật đặc biệt. Ba mẹ sẽ không bao giờ mở món quà ấy, không bao giờ cãi nhau. Các con thấy sao? Nhất định là thế. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.